Rồi chào cả nhà, thì hôm nay thì em đến đây để em thăm cái chạn, cái quốc thì em đến đây để thăm bé quốc nha cả nhà và mọi người, thăm cái tình hình buôn bán và tình hình sức khỏe của bé quốc cả nhà. Mười mấy nay khỏe không bà mười? Cũng tiếc con. Mấy nay bán được không mười? Lai rai rồi con. Lai rai. Gần Tết rồi heo mười ha. Bán đây bằng gần Tết đâu có rồi bán một chút được. Chúng tiền bạc rồi. Mấy con rồi cũng kém rồi. Dành mua áo rồi. Dạ. Tết nào người ta cũng mua ít vậy không mà? À, còn mà hơn nữa mấy bữa dịch dịch đó con ạ. Dạ. Giờ này cũng đang còn dịch. Lúc này số lượng giấy số bán cũng vậy có nồng đi ít hơn mấy bữa. Lên hơn. Dịch dịch đồ nồng. Sợ nó thì biết đi xe. Bán cũng nhắc cũng đi theo vậy. Nhắc cũng theo con, nhắc cũng theo nồng. Nhắc theo cho nhà mấy cô đi chút cũng đi hết đâu. Ai đó bán nhà. Dạ. Quốc ơi. Anh Quốc. Đấy mẹ ơi, coi, đấy mẹ ơi. Còn giờ chưa thấy. Ngủ luôn rồi. Mới ngủ thức thôi nè. Khỏe không quá? Nó chờ em coi, nó chờ chị con. Khỏe không con? Nghe. Ngửa mặt lên. Ngửi. Trời ơi con ngửa mặt. Ngửa mặt lên. Bài mẹ quá. Nghe. Khám biểu đây. Ngửa mặt lên. Nghe đó. Sao vậy? Nó đều biết cái gì con. Như Quốc nghe lời. Nghe bà đây. Nó sợ bà đây. Sợ hả? Có sợ nội không nội? Sợ nội đâu không sợ đâu. Nội tương nói. Mẹ đậu nó cứ lên nó cọ nó không sợ đâu. Ngắt mẹ luôn mà mình nó theo. Nghe đậu nói nó theo nó ngắt. Rồi nó cắn mà đậu. Trời ơi, cắn cái gì đó. Con này mình bị bẻ nè. Nó cắn. Con này bập điên hết á. Nó ngắt tay đậu nhờ đi ấy. Là coi bao tay đậu lái đậu đeo ngắt theo hết. Nó đẩy xe nè, muốn quay tay là nó ngắt. Mình nói chuyện là bán số cho mấy cô nè. Đâu tha tay ra ngắt nó sao nói la mà đâu có nói la đâu. Nó đúng là đâu biết gì phải. Nói sao nó bé hả? Nó nói sao rồi nói thì nó ngắt nghe cũng khó chịu quá nội nó nói được nên rất là khó chịu. Nó khó chịu nó bị quậy đi theo nội suốt ngày á. Nếu mà nội dắt nó vô trong quán rồi nó đi là nội bán thôi mấy cô rồi nhiều khi nhậu rồi đúng rồi trả tiền nhậu đi mọi. Không đi thì khi nào phấn nó đi nghe cái vô nó đang dài xuống vậy. Phải đi thì xe vô xong rồi nó lạc đặt treo nó làm biến đi gơ làm hai chân nè đi treo để con xiết ra cho anh coi xiết cho anh coi ơi quá xiết coi quá quá xiết cho anh coi nè con xiết đây xiết sao chân nữa đâu chân nữa chân sao dẻo vậy không dẻo chân nữa dẻo cổ này hồi vòng cổ luôn. Đi con chút rồi đi. Ba nữ mấy bữa đi. Hôm nay là mình bán suốt mình đâu có như thế nào. Bán suốt mà không như thế nào. Đi to một số lại rồi. Nội tính bán Tết chừng nào nội mới về? Nội chắc 25. 25 Tết mới về ăn Tết. 25 giờ. Điều 4 giờ. Ủa nội về xe đò hả? Xe đò không? Xe đò. Đem xe giá. Tôi cứ nói mình có phải mua vé trước không nội? Một vé là 500. Mua rồi. Ừ. Xa chứ gì? 500 là hai bà cháu đi nào cũng nói với nào nằm chung gớ chứ nếu mà hai gớ tốn 3 triệu là cờ già đỡ nó nằm trên mình à khỏi mua vé cho Quốc khỏi mua rồi Quốc nằm Quốc đang trên mình nào này cô nói là quê là quê ở đâu quê Phú Yên Quốc ơi dạ con dâm tay dạ Quốc ơi dâm tay dạ anh đi dâm tay dạ giỏi nè. Tội nghiệp. Biết là tự chơi một mình vậy tự nói chuyện thôi. Này càng lớn thì chắc bà nội càng cực rồi. Cực cực. Cỡ dài nó biết rồi. Nó khó chịu. Cái nhận thức rồi.
Không biết nữa. Chăm cực lắm, thầy khổ lắm. Mốt rồi tắm rửa này kia cũng cực. Mấy nay là bé ăn uống gì được không nội? Dạ, ăn uống bình thường ha. Mà đi nắng thì hay bệnh hả nội? Hay bệnh đó con. Bữa nay bé chó ở đầu cư 3 giờ đầu đi xuống coi xem nắng nó bệnh. Mấy ngày mấy trời hơi nắng. Nắng quá trời. Bao giờ bữa nào ha nó bệnh hai lần ý mà bữa đi nghỉ mấy bữa nữa thành một quái có nửa tháng nó bệnh nó uống năm uống thuốc còn nó uống thế nội đi quán nội đưa theo rồi dễ bị bệnh đưa nào cho nó chị nó bệnh sữa đưa đây nó bệnh đấy nó không được ghét mà nội đưa đây đưa đi đưa dành nó ăn mềm mềm là nó thích bóp lắm để cho cá con mấy đứa con nó không có được thì mấy ngày mà uống bệnh rồi thì sữa cũng đâu đi bán được đâu mấy ngày là bệnh rồi có đi con đi mở đi lại hai bữa đi bữa đi 4-5 bữa lần mình là đi 4-5 giờ quốc cũng lớn rồi nè mốt mà bà bồng bà dắt đi cũng mệt nội muốn không này yếu sức rồi dắt đâu có nổi muốn xuống coi chàng ơi nào phỉnh nó xuống dưới rồi dặn đi chưa không đỡ xì ngầu mày coi mấy chú đâu có biết mình nghĩ mình là dặn nó đi chờ xem đỡ nha nha để học dặn đi vậy nuôi cháu nó mù dắt đi rồi biết thấy nó mù tàu ấy mua những số giùm cho cháu đi muốn nó đi muốn nó xô mà đậu trời ơi không nó cắn rồi sao dắt nó xuống nó cắn tay rồi bầm hết đây cho khó chịu lắm nhiều khi mà nằm đem nó cục số đi mà thấy ác anh đó nhìn ra trời vậy Phật trong nhà nó im nó đừng ngoại nữa đậu mấy nhiều khi máy mà cô đi thái ngoại mà đậu mấy thằng bên mua giùm thì số cho con bất bất nó đi bé không nó cứ nó ngoại mà đậu quá đậu bữa nay bà cũng dắt đi ở đây xem bình thường còn đỡ còn gì còn quậy hoài chịu không nổi khó lắm càng ngày càng khỏe nữa chồng anh nội cái càng ngày càng lớn thì còn khỏe ra sớm đừng dắt dắt đi sức yếu không có làm lại cái xô bà nội dắt trong cái bậc té mà mình mãi rồi lắm hết hai bà cháu lăn cù cù bữa đau mưa mỗi lần mà bé không chịu gì là nhéo ngoài bầm mình nó nhéo bò nó ngắt nó cắn răng ra nó cắn nậu lại nó nghe nậu nói là đá thôi đá đúng không đây mà ngầu đây mà nó thiếu cái chân lên nhiều khi nó làm được bết đau trốn ở đây nhưng mà nó đã tức chịu không nổi lúc nội nói thì nó vẫn hiểu đang hiểu đang hiểu gì đó nó nói nó đây nó đá thì có mấy cô ở chung sợ mấy cô ở chung cái phòng này chia tiền ra chứ mình bà nội thì không có một cái nhà này thì chẳng không có nổi chung tiền cho mình nội mấy cô ở đây mấy cô là nội bố cô ở chung chia tiền nhau giống như ở ghép đó cả nhà người ở góc mà ở chung gì cũng vui đi làm cũng vui chung mà cũng quá nhiều quá mà ở gì cô mà nóng lắm đi nhiều lắm đây nó nóng đúng rồi cái nhà này có cái ton trên trên ton không có la phong nè cả nhà là rất là nóng không có cửa sổ cái gì rất là nóng
Trưa đây nó đâu vậy đấy, đâu cho con ngủ đâu, nó đi cùng nhà. Nóng nó chịu nổi, nó đi miết rồi. Đi miết nó la thầu. Mở cửa đi miết rồi. Bây giờ là chiều nay là nội mới đi lấy vé số, nội bán tiếp. Nội lấy rồi. Lấy rồi, bắt đầu đi rồi. À, nó lấy vé số rồi đó, hả? Rồi vậy có vé số đây nè chú Dạo, mua vé số ủng hộ cho bà nội nít đi. Thì lại hôm nay con lại con thăm thôi. Cũng lâu rồi không có ghé thăm quốc nè. Để sẵn chạy ngang con ghé con thăm luôn. Nào cũng cảm ơn mấy con. Sẵn này quay bé cho cô chú xem. Tại cũng lâu rồi không có quay. Sẵn này mua ít vé số ủng hộ. Cảm ơn hết cho nào cũng có. Chị về con năm mới rồi. Gia đình đồ phía mạnh với mấy con công chuyện làm em rồi. Kìa kìa. Quậy kìa. Nhiều quá. Ơi. Sao con? Anh gặp. Nếu nó con giờ nghe đây. Giờ nghe. Chị vô đi con số là nó quậy rồi. Nghe nó giấy số á. Ra ngoài đó. Nếu mà đi nè. Nó quậy đó. Đi á. Không muốn đi. Chuẩn bị đi bán giấy số là quá. À chuẩn bị bán giấy số. Nghe bán giấy số á. Ra ngoài nắng này ngồi trên xe nữa đâu có thoải mái đâu. Ủa ở nhà nó còn được đi còn ra ngoài ồn ào. Mở áo vô sửa đi là vậy. Đấy. Cuộc sống phải cố gắng cho tội nghiệp. Tập chết anh. Rồi bé kia tới còn cho mua sữa con uống cho xe không. Nội bán rồi nội mua sữa cho uống. Đúng rồi, bầm hết. Cho mày số mà này hơn 100 ngàn gì đó. Đã em 100 ngàn em đâu có đâu, nó quậy bạ nó quấn. Ồ, không có, nó quấn, nó ngắt, nó díu, nó quậy. Đang bánh, ăn cam rồi, nó quấn bạ chịu được. Em bạ cam với mày kem kem chua mà 20 ngàn tí nó không ăn đâu. Rồi 50 ngàn ấy. Cái nó ăn mà chua lên, nó xách nó giục, chạch nó giục. Nó không ăn, nó la, nó bớt, ướt mất nữa nè. Để đưa mua cái đồ ngọt thôi đưa lại. Nó mới chịu ăn, nó mới ngầu, cho nào đây đi. Bữa giờ mình cũng lâu rồi không có lại ha, lại hôm nay thấy quất lớn ha nè. Lớn lên nó lớn con rồi nè. Con làm có nó chung vô nó hết mà đâu lớn. Mà nội làm nhiều là đắp vô cái quất hết. Đấy mà coi trắng trẻo mặt hồng dễ thương không? Kéo rồi nó có chút xíu đáp mình xem giờ cái thằng nhỏ nào đâu. Mấy hôm cách đây 2 năm rồi con cái thằng nó đáp mình xem mà cứ đẩy đi miết trên xe cũng chờ bên này đẩy đi dài. Mà sao bữa nay coi thằng giống nó quả nó cho thằng nào con bé nó quả nó xem nó lớn dữ à màu lớn nó có nhiều do nó dòng rồi nó hết mà đang thấy nó ăn cái mỏ đó nó ăn dài mà biểu xem nó không lớn sữa con thấy nó mua cà thông đấy yeah. Mua ít năm đủ mỏ đấy đâu nãy ăn đủ lương tổng coi máu uống nào giờ lấy gì sữa rồi đây dễ thương thì giờ nội làm nhiêu là cứ đắp vô cho quá à, thì còn lo được thì cứ lo sau này thì cũng không biết là tương lai sao đây mốt vào nội già đi rồi bé lớn lên nữa cái gì thì cũng khổ ha à, thôi chắc là để mình cũng đánh bán mấy con mấy chú con rống đặc biệt là con tràm trà cổ là 200-300 triệu giờ kéo làm gió dạ thôi sao bán xong cũng mày thì trống đầu đâu mất hết rồi rồi đâu có nói con số được có la nghe thì vậy á con à, trống đầu nó việc luôn nó không người đâu dân nó có đeo trống đầu nó thấy người còn cho mình đâu. Dạ, vậy thôi chắc em cũng dừng clip đây cả nhà ơi. Hôm nay thì em đến thăm bà nội và bé Quốc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của em. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Con chào nội nha nội. Chào nội hết mấy con. Dạ. Đó là chúc mấy con nội cố gắng nha. Ngọt mạnh tí. Dạ, cố gắng giữ gìn sức khỏe đang lo cho bé Quốc nha nội. Bây giờ coi vé số mua giúp nội ít vé số cho chú Dạo ha. Chú Gấu. Rồi ok, xin chào cả nhà nha. Mấy cô nhắn lời giùm mấy cô dạ. Gọi tiếng cho cháu quá cái gì nội cô gọi lời qua đó gọt xe chúc năm mới mấy cô gia đình được sức khỏe làm ăn được nhiều chuyện thuận lợi dạ. Cảm ơn hết dạ. Rồi rồi cũng chúc nội là mua may mắn đắt nhiều sức khỏe dạ.